LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người, là Ren đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình thêm một lần nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng show nick của bạn có nickname là Đức X Raja. Nick này thì không hiểu vì sao là mấy lần rồi mình vào nhưng mà không hiểu sao là rõ ràng là nhớ trong đầu là sâu cái nick này rồi. Nhưng mà không hiểu sao là không có video để lên. Trời ơi. Nói chung là vẫn bị lọt mất. Chắc chắn là mình lọt nhất mất rất là nhiều thanh niên luôn. Cho nên nếu như bạn nào mà thấy gửi nick cho mình, mình cũng đồng ý ok rồi đấy. Mà lâu lắm rồi mà chưa thấy mình động tĩnh gì thì chắc chắn là mình quên mất rồi. Là bị lọt mất rồi đấy. Đó. Ok, để xem nào. Nick của bạn này thì level 88 rồi. Bạn ấy lên tàu được 394 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 22 tháng 11 năm 2022. Ok, 394 ngày. Mẹ thanh niên này cũng đã chơi game được hơn 1 năm và có nạp 28.000 pha lê rồi. 28 chia 3 là cũng gần 10 triệu ở đây rồi. 10 triệu là nạp hơn nhiều hơn nick của mình đấy. Làm gì có YouTuber nào mà chơi game F2P hả mọi người? Chắc có một mình không? Thật buồn. Chết trong lòng một ít. Đó. À. Mọi người cũng đang trải nghiệm cái event khúc huyễn tưởng sinh tồn mùa hè này đúng không? Cái này thì nếu như bạn nào chưa trải nghiệm thì mọi người trải nghiệm, còn bạn nào đã trải nghiệm rồi thì các bạn cũng trải nghiệm. Ừ. Bởi vì cái này thì nó là event rerun thôi. Quay trở lại. Không biết ngày hôm nay là tuần thứ mấy mọi người? Thật sự là mình cũng không nhớ chính xác là bây giờ ở bên Silversteer đang là tuần thứ mấy của phiên bản 7.1 nữa rồi. Hình như là tuần thứ 3 ấy hả? Vậy là cũng sắp có beta của phiên bản 7.2 rồi. Beta có phu hua đấy. Đó, và nếu như mình có phu hua trong tay thì mọi người muốn mình test xem test về cái gì? Nói chung là về team hay là về build hay là các thứ thì mọi người cứ comment nhiệt tình xuống bên dưới nhá. Đó, là mình sẽ lên video cho mọi người xem. Ok. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ show nick của bạn này. Nick của bạn này thì một là chơi game được hơn 1 năm. Đó, một là chơi game được hơn 1 năm. Thứ hai là bạn này thì có nạp ở đây 10 cổ. 10 cổ thì cũng tùy nhân phẩm thôi. Đấy, nhân phẩm của bạn này ngon. Đây, chắc là thấy cũng khá là ngon đấy. Mình thấy có một số Valkyrie rank S cũng khá là thơm phức. Còn ghi hay không thì chưa biết nha. Chúng ta sẽ show, mình thấy bạn này có nhiều Valkyrie phết nên là chúng ta sẽ thử show theo loại sát thương đi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với sát thương vật ní. Một cái team mà đang rất là khủng khiếp. Ok, đầu tiên thì là hơi trừ xem tiền. Đây, hơi trừ xem tiền 75/150 mảnh đang ở mức rank 2S. Có cây brick và full set gear mới. Mình tạm gọi cái set này nó là set sử thi thành bang. Ok, set này thì cầm hơi trừ xuyên tiền làm DPS thuộc hệ sinh vật. Đó. Tiếp theo để xem dàn support của bạn này có ổn hay không. Đây là BKE có cái hộp quyền bánh hoa vòng xoay sáng tạo rank F1, tấn công 1347. Ok, hộp quyền bánh hoa hơi trừ rebirth tấn công 1301. Và ở mức rank F0 có cây chấn và top bot. Bạn này thiếu mid nên là đang đắp tạm kém. Ok, đáp tạm mấy cái mít với bạn được. Chúc bạn sớm full gear nhé. Nhà vía full gear cho hơi chiều rebirth. Cũng được rồi, có hơi chiều xuyên tiền, có hơi chiều rebirth thì mọi người đi làm support hay là DPS cũng được. Tiếp theo bạn ấy có cả TA, cây trần level 50 và... Wow, mít đâu? Chắc full gear đúng không? Không mới hả? Really? Nạp ở đây nhiều tiền thế mà lại không... Với lại cái set banner của nhân vật này, nếu như mọi người chơi từ cái hồi mà ra Dreamweaver ấy thì nó là banner tiêu tiêu hoàn trả. Còn bây giờ thì banner tiêu tiêu hoàn trả nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất thôi. Thường thường những cái banner đấy, mọi người để ý là nó sẽ chỉ có xuất hiện riêng một lần thôi. Cho nên là như nó là một đi không trở lại. Mọi người nhớ để dành pha lê để roll những cái banner như thế. Những cái banner như thế là những cái banner nó rất là hời. Nhất là những bạn ở F2P thì nên roll những cái banner như thế nhá. Nhưng mọi người có phải xem là mọi người đang nuôi cái team gì để xếp thành một team chứ. Bây giờ một con Valkyrie support vật lý, xong một con support cháy, xong một con DPS điện lắp thành một team là nồi cám luôn, là thành cái nồi cháo heo, là mắt tèm nhèm.
không chơi được. Ở đây thì Susanna bạn ấy cũng skip. Tiếp theo thì là Comet Impression, rank SS có cây chấn và có top Susanna này mid. Vậy là có mỗi chấn và mid không, bạn này đang sở hữu 2/4. Hình như là bạn này không có để ý, cũng không có nuôi, không nuôi cái team tụt máu mà nó chỉ nuôi mỗi cái team phá kiên thôi. Thật sự thì là cái team tụt máu nó cũng là một cái team khá là mạnh đấy. Không, một là nó mạnh, thứ hai là nó còn bốc bẩn nữa, bởi nó là team tụt máu mà mấy team khác làm gì có cửa. Một hai ba, tính ra thì bạn này có cái team vật lý phá kiên cũng ngon, cũng được. Thiếu mỗi team tụt máu thôi. Ok, tiếp theo thì đến với team lửa nhé. Team lửa thì bạn ấy đâu rồi, mình xem là bạn ấy đã có hơi chụp chút chưa. Nó rất là vớ vẩn khi mà tại vì nó còn có con hơi chụp chút nữa. Đâu, ui rồi, hơi chụp chút 2S, tấn công 1386, 25/50 mạch, chiến đấu 65 và full six gear. Hay luôn, hơi chụp chút 2S thì support lửa điện xuyên thấu nguyên tố quá tuyệt vời. Thậm chí là mọi người cầm luôn hơi chụp chút làm DPS băng nếu như bạn không có. Không có hơi chụp human à, đây chính xác, đây này đang không có hơi chụp human này. Đây là GK một vakel support rank S, mua mid đâu, where mid. Bạn này rất là nhiều những cái set 3/4 nhé, trở lên vào 15 và top bot thiếu mid. Ok thôi thì chúc bạn sớm full gear, nếu như mà lý do thừa 3S mà full gear thì nó rất là mạnh, nhưng mà thiếu mid thì một là sẽ mất cái buff và cái mid, thứ hai là mất luôn cả cái buff ba món. Hơi chữ Uprison, què chúa, Enden Room Star và full set Willow lâu. Có skin. Ok. Hơi chữ Uprison full gear, lý do 3/4, hơi chữ 2S full gear. Tiếp theo thì là biến là Pandalfia Rift, rank SSS, cái chấn và mid boss. Ok, có skin. Polar, đây là Kira, bạn này có nuôi không? Khi ra thì bạn ấy không có nuôi. Ok, thì vậy thì bạn ấy sẽ cầm bé này. Bé này. Và bé này làm đi biết à? Hoặc là bé này hoặc là bé này. 1, 2. Còn nếu như bạn ấy còn, nếu mà bạn ấy có Kira full gear thì bạn ấy có thể cầm cái team là Triple SP. Bé này này, bé này với bé này là một cái team nó cũng khá là ngon. Đó. Tao cái bé này bạn ấy đã có hơi chụp trước 2S trên là nếu như mà team lửa với team lô của bạn ấy ngon là tuyệt vời mặt trời. Ok, để sâu cái team lửa trước nhá. Team lửa thì bạn ấy có hơi chiều finality của chấn đâu. Không có à? Không có thật luôn. Ồ. Ô thật này, hơi chiều finality có skin nhưng không có gear này. Đây là bộ skin Nguyệt Lạc Hải Lưu Hoa. Ủa rồi sao đánh? Thật sự là nếu như mà mắm tôm mà không có chấn mà cũng không một không có chấn là nó đã sai sai về cái khoản combo rồi, mà cũng không có kia luôn rồi sao đánh. Buồn thật đi, bởi vì hơi chờ chút 2S mà không có DPS, hơi chờ flame shen rank S1 chắc là phải cầm mắm lửa thôi. Ủa ghi đâu, nhưng mà tổng kiểu lại thì nick của bạn này vẫn mới chơi được có 1 năm, nạp 10 triệu một năm mà đã có đấy. Mọi người nhìn cái team vật lý của bạn ấy nhá, xong mọi người tìm nhìn được con hơi chụp chút rồi thì lý do thường các thứ rồi thì hơi chụp reason, nói chung là tùy. Sau này bạn ấy có thể chơi đến 2, 3, 4, 5 năm gì đấy thì chắc chắn là nick của bạn này sẽ rất là ngon. Tiếp theo thì là AI rank SSS, cái trở lên vào 65 và full gear. Bạn ấy có hơi chụp chút 2S full gear, có AI full gear, vậy là dàn support quá ngon, không còn gì để bàn cãi. Nhưng mà dàn DPS thì thấy hơi bị mèo đấy. Wow. Ủa sao ta, bạn ấy không có chơi DPS hả? Sirin cũng lấy về xong để đấy này, Diantura Phoenix. Vậy thì chắc chắn là bạn ấy nên nuôi một Valkyrie DPS. Có gì đâu. Này, hai bé này có gear quái đâu, không có luôn. Buồn, rất buồn khi mà dàn support đấy mọi người, có những người mà người ta nuôi dàn support rất là ngon nhưng mà người ta không có DPS. mình sắp tới mình sẽ roll full war, nhưng mà mình biết rằng là lịch của mình hơi chập chút, không có kia ai không có kia, nên là roll full war về chắc chỉ là đấy, đúng chỉ để đấy cho đẹp thôi. Đợi bao giờ có support lửa mới thì lúc đấy full war mới gáy được. Mình biết điều đấy, nhưng mà bởi vì em ấy quá đẹp và em ấy có cái lời đấy nó
cháy, nó cháy vãi, cho nên là phải roll, phải roll thôi. Chết thôi, ba nữa thôi. Ok, cuối cùng thì là team điện. Đây là Hercules Thunder. Đây có 1471 cây Thaler Narukami và Moonset Gear. Rồi, đầu tiên đánh nhắc phải là show con bé này trước. Con bé này thì bạn ấy đang có cái Echo Paradise và vừa đấy thì mình cũng có thấy có chấn Moonset Eden. Và Paet Choose Eden Full Gear, Eden Full Gear Hercules Thunder. Còn đây là Crimson Love, cái chân Love. Vậy đây là cũng là một nhân vật bạn ấy không có ghi, có mất cái chấn thôi. Thôi cũng được. Có Eden Full đồ cũng được. Miễn là bạn ấy có support và Luna có chấn là mình thấy rằng là quẩy cũng rất là tưng bừng phấn khởi. Hơi trường Origin, ok Raiden May. Nếu mà bạn ấy cầm con bé này làm đi biết luôn. Maybe Fit. Ok, còn giảm ra kia còn lại thì chả có con bé nào. Abunia và Mobius thì bạn ấy cũng đều không có. Điểm mấu chốt đó chính là bạn này đã có một con support quá mạnh, quá đa dụng mà lại còn 2S full gear. Cho nên nó thật sự nó cứu cái nick này rất là nhiều. Đâu xem nào, mấy đứa trợ chiến bạn này pro không? Trợ chiến thì bạn ấy có F Elysia 2 sao và F Woody Project 2 sao. Trang bị đây. Set đây. Có không có nhiều. Mây cục xuất kích hiệu chiến. Ủa, chiến trường ký ức thì bạn ấy xếp hạng 35,58%. Hai bé này thì bạn ấy đánh được 47.312 điểm và 38.653 điểm. Cầm team băng vẫn là cầm team điện. Team vật lý. Ủa, tại sao không cầm team vật lý đánh con nhân viên điện? Được mà. Được mà, mình thấy ổn mà. Và bạn ấy không có đánh. Món đích này ngon mà tại sao không chơi nhỉ? Đứng thứ 5 đánh được 21.698 điểm. Cái tuần này có đánh không? Đang ở sen. À, đang ở đâu của ba. Nick này lại lười đánh nhá, chứ thật sự là nick này tôi thề với các bạn là chủ sen đỏ đơn giản, không có gì khó cả. Nhưng mà ông ấy lười không đánh chắc chắn luôn. Lười quá lười rồi. Chứ dàn đêm, trước khi dàn nhân vật như thế này thừa sức chủ sen nó tàn đời như cái nick của mình, nó như cái cục cức cái team xin lỗi nhưng mà team lửa điện của mình nó rất là tàn đời nhưng mà vẫn trụ sen một cách bình thản vô tư. Nick này thì ngon, khẳng định là ngon hơn cái nick của mình. Bây giờ nha, bạn ấy có double lang có bao nhiêu pha lê? Ủa rồi hết mẹ pha lê rồi, lấy gì ron vua. Nhá, bây giờ bạn ấy đang vấn đề duy nhất bạn ấy đang thiếu đó chính là một là thiếu đêm là thiếu đồ cho đêm ấy, lửa. Thứ hai là thiếu team biển cũng ok rồi, team vật lý thì cũng ok rồi. Ủa, tôi có team nào đâu, nói chung là đến này ngon mà. Ủa, đến này ngon mà, thấy mọi người nhìn quả cầu to là mọi người hiểu rồi đúng không? Well quá, well ngồi chơi cũng không một năm thôi. Ok, sau này thì sẽ trở thành một con well chúa, nói chung là trịch à, cái trụ tịch diệt một cách bình thường. Ok, và mọi người thấy nick của bạn Đức X Broja như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới để chúng biết. Còn bây giờ thì mọi người chúc các bạn có một ngày đầu năm mới. Ừ đúng không, để đầu năm mới. Chúc các bạn có một năm 2024 thật là bình an, vui vẻ và là nhiều niềm vui. Bye bye.